lúc lên làm tổng thống tới giờ, phải giải quyết từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, từ chuyện chỉ bằng cái lỗ mũi cho tới chuyện bằng cái lỗ cống, nên tôi rất đau đầu, rất là stress và nhậu. Nhậu là một cách hay để chúng ta giải sầu, giải stress. Và thật sự nói phải khoe, tôi là người giàu, nhưng mà tôi sống rất là bình dân. I am okay. Với tôi, rượu nào cũng là rượu, mà bia nào cũng là bia. Nhưng đặc biệt, duy nhất chỉ có bia hơi là làm tôi nhớ mãi. Tôi không biết là mọi người ở đây biết tới bia hơi Bình Bon ở Hà Nội hay không. Bia hơi Bình Bon nhà hàng Nghe Tươi, wow, ngon tuyệt vời. Mà nói tiếng Nghe thì chỉ có bia hơi Bình Bon nhà hàng Nghe Tươi là số danh. Nhiều khi tôi nói tiếng Nghe, mọi người nói tôi tại sao sát sinh. Nè, bây giờ tôi hỏi thiệt, ngoài những người đi tu ra, xưa giờ bà con cô bác có ai chưa từng ăn thịt gà, dịch thịt heo gì không? Hả? Đừng nói với tôi ai cũng ăn đậu hũ. Với lại bây giờ tôi đố mọi người một câu là giữa con bê với con nghé, hai con nó khác nhau ở điểm nào? Mọi người giải thích tôi nghe coi. Ai mà trả lời đúng tôi sẽ dẫn tới nhà hàng Nghe Tươi, bia hơi Bình Bon đãi một chầu miễn phí, nhậu tè kháng. Được cái, nhà hàng nó ngon bổ mà rẻ nữa. Còn nếu như ai không thích ăn Nghe Tươi thì có gà, cá các loại vịt trời nữa. Còn nếu ông thích uống bia thì uống rượu. Ở đó được cái ngoài bia Bình Bon ra có các loại rượu ngon, giá 45.000 một nắm 300ml. Ai thích dùng gì tôi mời. Rồi bây giờ ai trả lời đi. Tôi. Ok. Rồi anh kia. Tôi xí trước mà. Anh kia trả lời đi. Ơi ghép đi anh kia. Im. Tôi giọng mặt mày im. Anh kia trả lời. Tôi đụng mặt bây giờ. Anh kia nói đi. Nói. Phân biệt đi. Quân què. Quân què gì tự nhiên. Tao đã nói là tao cấm mày nói. Mày không được nói nghe không. Quân què hả. Ê hổng nghe mày. Con bê là con của con dê. Lần đầu tiên tôi mới nghe con bê con của con dê. Hằng niệm đường thôi mày nói đi. Tao cho mày nói á, nói phải cho đúng nghe không. Nói con nghé là con của con gì. Cho tôi trả lời đi. Nói. Con nghé là con của con bò bị lé phải không. Đúng chưa đúng. Đi chết đi. Mấy người già cái đầu mà vẫn không phân biệt được giữa con bê và con nghé khác nhau điểm nào. Con bê á nó là con của con bò, còn con nghé nó là con của con trâu. Mà bò với trâu kết hợp lại sẽ gọi thành trâu bò. Còn bê với nghé kết hợp lại ăn rồi sẽ thành nghe nó bị bê, có hiểu chưa? Vậy là ông ơi trả lời đúng á, chịu khó tới nhà hàng Nghe Tươi bia hơi Bình Bon bỏ tiền ra uống đi ha, chứ tôi không có bao được rồi. Mấy người không ai nói đúng hết. Bây giờ tôi cho mọi người thêm số hotline là 0908888788. Nói tới nói bạn của anh Trung là người ta sẽ dọn cho vài cái bàn view đẹp lắm, có bãi giữ xe ô tô miễn phí nữa. Nhà hàng có hai mặt tiền lận. Trời đất ơi, chưa thấy nhà hàng nào mà ngon bổ rẻ nghé mà nó tươi mà nó ngon như nhà hàng bia hơi Bình Bon á. Mọi người tới ăn thử đi nha. Mọi người nhớ câu slogan này: bia hơi Bình Bon, bia hơi của Hà Nội, ngon bổ mà rẻ.